Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử An Nguy, nàng blogger từng nổi tiếng trong cộng đồng blog. An Nguy là một trong những cái tên khá quen thuộc của giới trẻ thời 8X, 9X. Cô khá thành công trong cộng đồng blog bởi nét dễ thương, lối dẫn chuyện duyên dáng. Sau cơn thoái trào của blogger An Nguy, cô dần như sống khép kín và ít nhận sự quan tâm của khán giả. Với vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ tung không tuổi, An Nguy để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả thông qua chương trình thực tế về thời trang Do Fay 2016. Tuy nhiên, cô không đạt thành tích quá cao trong chương trình này. Tiểu sử blogger An Nguy. Tên thật: Ngụy Thiên An. Nghệ danh: An Nguy. Quê quán: Hà Nội. Sinh năm 31 tháng 8 năm 1987. Hiện tại An Nguy đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: blogger, người mẫu. Cô không chỉ để lại ấn tượng với người hâm mộ bởi khuôn mặt xinh đẹp mà còn là thành tích học tập đáng nể. Cô từng theo học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội và là thủ khoa tốt nghiệp. Sau đó cô được chuyển qua học tập và sinh sống tại Orange, bang California, Mỹ. Đời tư của An Nguy Vlog. Trước khi chính thức bước chân vào showbiz, cô đã từng có mối tình đẹp với blogger Toàn Sinoda. Tuy nhiên, anh chàng blogger này đã không may qua đời vào năm 2014. Năm 2016, cùng với những khởi đầu trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, An Nguy đã công khai người yêu đồng giới của mình khi xuất hiện tại Gary Mix. Người yêu của cô là Alexandra Anh Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt. Điều này không quá bất ngờ với người hâm mộ, vì khi bạn trai Toàn Sinoda qua đời, cô đã công khai giới tính thật của mình với mọi người. Năm 2018, An Nguy vướng vào tin đồn tình ái với Kiều Minh Tuấn. Thì căng đăng này khiến cô chịu sức ép rất lớn từ người hâm mộ khi là kẻ thứ ba chen ngang tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Tuy nhiên, cũng nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là một cách PR cho bộ phim của cô sắp ra mắt. Nhưng xét ở lý do nào thì An Nguy cũng phải chịu một sức ép lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Con đường dấn thân vào showbiz của An Nguy. Khi sang Mỹ theo học, An Nguy đã có những bước đi đầu tiên vào con đường nghệ thuật. Cô được nhiều người biết đến với vai trò là blogger. Sau quá trình học tập 8 năm bên Mỹ, An Nguy trở về Việt Nam và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, An Nguy tham dự chương trình Do Fay, gương mặt thương hiệu. Ngay tại vòng thi casting, cô đã trở thành thí sinh được chú ý nhất nhờ lượng fan hâm mộ đông đảo. Mặc dù có chiều cao khá khiêm tốn 1m64, chưa có kinh nghiệm trong làng người mẫu, nhưng cô lại sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng biểu cảm dễ thương nên đã được Phạm Hương chọn về đội của mình. Càng tiến sâu hơn vào các vòng trong, An Nguy lại để lộ nhiều khuyết điểm của mình. Sự thiếu chuyên nghiệp cùng khả năng cắt quát của mình khiến huấn luyện viên Phạm Hương tốn nhiều công sức để chỉ bảo. Mặc dù lượng fan hâm mộ đông đảo, nhưng không giúp cô có sự thể hiện tốt trong chương trình và phải ra về khá sớm. Chia tay sớm với sàn diễn thời trang, nhưng An Nguy lại khá duyên với bộ môn nghệ thuật Chiều Thứ Bảy. Hai bộ phim cô tham gia diễn xuất là Chờ Em Đến Ngày Mai năm 2016 và Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con năm 2018 đều thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo người xem. Mới đây nhất, các trang mạng đồng loạt đưa tin An Nguy chính là người tình tin đồn của Kiều Minh Tuấn. Điều này khiến cho người hâm mộ phản ứng gay gắt. Bởi trước đó, chính cô là người đả kích người thứ ba mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây cô lại xen ngang mối quan hệ giữa nam diễn viên Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Có rất nhiều suy đoán, đây chỉ là chiêu PR cho bộ phim sắp ra mắt của cô. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.